Dạ vâng, đệ tử Cao Phong xin gửi lời chào các bác và toàn thể anh em. Trong video ngày hôm nay, Cao Phong sẽ lên sóng cho bác những con đẩy một kênh này, chuyên súp, đẩy hai kênh này, hàng siêu lướt, đẹp như mới, đẩy ba kênh, công suất cực kỳ khủng, và đẩy bốn kênh, cũng là hàng siêu lướt. Bác nào quan tâm đến mẫu đẩy một kênh, hai kênh, ba kênh, bốn kênh, trong video này hôm nay em sẽ lên sóng có đủ một bộ com lê, không thiếu một mẫu nào. Bác nào cầm mẫu nào thì alo trực tiếp với Cao Phong, số điện thoại cũng là số Zalo 077226096. Cần mẫu nào em sẽ gửi hình ảnh chi tiết về nội ngoại thất để các bác tham khảo, cũng như là chốt theo cái nhu cầu sử dụng của các bác. Đủ hết các mẫu một kênh, hai kênh, ba kênh, bốn kênh các bác nhé. Bác nào quan tâm đến mẫu nào thì nán lại, em sẽ đi lần lượt từng mẫu một. Đấy các bác nhỉ, quay qua cho các bác một lượt từ đẩy một kênh mạch class TD. Đấy, con này thì các bác cứ chơi gia đình thì các bác chơi hai quả súp 50, đẩy một kênh chuyên súp rất là đẹp, mạch class TD cao cấp. Nó cắt súp cực kỳ hay. Em đã làm video rất là nhiều để gửi đến các bác rồi. Đây là mẫu đẩy siêu lướt hai kênh, công suất khủng 2200W. Một kênh ở chế độ là 8 ohm thông thường, đẩy MUF, model là MQ2.2, hàng đẹp long lanh, đẹp như mới. Con này dùng chỉ tính theo giờ thôi, nó chỉ tính theo giờ thôi các bạn, nó đẹp như mới luôn. Và tiếp kế bên là một mẫu đẩy 3 kênh, đấy, công suất cũng rất là lớn, 1000W cho một kênh full, đấy, mỗi kênh full là 1000W và một kênh súp là 1500W. Con này chạy rất là nhiều xòa, lát nữa đi quay chi tiết từng con một. Và đây là mẫu đẩy 4 kênh MUF, cũng là hàng siêu lướt cực kỳ khủng. Công suất của con này là 1200W trên một kênh ở chế độ 8 ohm. Với con này thì các bác có thể đánh hai cặp full 40 từ 220 côn 100, hoặc là các bác đánh một cặp full 40 với một cặp súp, có nghĩa là tùy theo nhu cầu sử dụng của các bác. Nó là dòng đẩy 4 kênh công suất cực kỳ lớn và hàng siêu lướt các bác nhé, hàng siêu lướt, nó dùng chỉ tính theo giờ thôi. Đấy, nhưng nó đẹp gần như mới luôn, nên dùng những con này thì các bác cứ dùng 15 20 năm nữa các bác không phải suy nghĩ gì. Đấy, MUF, cái tên tuổi nó quá nổi tiếng, dòng này chất âm của nó cực kỳ hay. Đấy, đánh mọi loại loa và mọi loại súp. Đấy, mã của nó là MQ1200. Bây giờ mình đã đi vào từng mã một nhá. Từ đầu tiên là 4 kênh đi. 4 kênh MUF này. Đấy, 4 volume chiết áp. Coi này, 4 volume chiết áp nó có bi nhá. Nó có 4 cái dàn đèn nháy chớp đuổi đây. Đấy, khi mở công suất lớn lên. Trong video ngày hôm nay thì em sẽ quay về hình thức nội ngoại thất từng mã một. Model của con này là MQ1200. Con này là chuẩn đủ ở 8 ohm là 1200W trên một kênh. Đấy, với cái công suất là 1200W trên một kênh ở chế độ 8 ohm thì các bác có thể đánh ví dụ như hai cặp full 40 từ 220 côn 100, hoặc là một cặp full 40 từ 220 côn 100 với một cặp súp từ 220 côn 100 hoặc từ 208 côn 125. Con này nó vã cực kỳ thoải mái luôn. Đấy, chơi cực kỳ hay. Tiếng sáng hay lắm, dòng đẩy màu ép mà có tiếng của chất âm của nó cực kỳ hay luôn. Và con này các bác nhìn nhé, công suất của nó là đầu tiên cái mặt của nó này. Đấy, con này là size 2U, 4 volume chiết áp này, 4 dàn đèn báo, đèn nháy nhá. Các bác mở công suất lên là nó chớp sáng xanh, nó đuổi rất đẹp. MUF MQ1200. Công suất chuẩn đủ là 1200W trên một kênh ở chế độ 8 ohm các bác nhá. Con này chạy sò toàn bộ là sò của Mỹ, sò NZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 trên 20 dưới là 40, mấy bên đây 40 là 80 sò NZ, sò của Mỹ. Đấy, và những con sò bù áp này. Và toàn bộ dây của nó là dây đi dây to và bọc chống nhiễu hết nhá. Đấy, nguồn của nó tầm khoảng 22 đến 24 cm. Đấy, nguồn đồng 100%. Mình có nhìn sợi dây đồng vàng óng và sợi dây đồng rất là to này. Nguồn của nó một gang tay xòe hết cỡ mới hết này. 22 đến 24 cm. Và nó chạy một dàn tụ là 2 4 6 8 8 2 16 quả tụ phẳng đét. Các bác nhìn này, tụ phẳng như là kiểu mặt kính ấy. Mặt kính ấy như nào đấy. Mên vỉ máy móc của nó zin nguyên bản 100%. Đây là hàng siêu lướt, dùng ở bên nước ngoài người ta dùng tính theo giờ thôi, người ta chỉ dùng vài giờ thôi. Mên vỉ của nó đẹp xuất sắc rồi, các bác không phải suy nghĩ. Dòng này quạt gió của nó siêu êm luôn, rất là êm. Chơi các dàn âm thanh, nó cân hết cả một hệ thống âm thanh cho các bác, từ công suất nhỏ đến công suất lớn. Đấy, 1200W chuẩn đủ ở chế độ 8 ohm nha các bác nhé. Đấy, chứ còn chế độ 4 ohm thì công suất của con này nó tầm khoảng sấp xỉ 2000W trên một kênh. Đấy, rất là khỏe, siêu lướt, hàng siêu lướt, đẹp không khác gì mới.
Đấy, lát nữa em quay về đằng sau từng con một, bây giờ em quay về nội thất ngoại thất của từng mã một. Đấy là con MUF 4 kênh, mã là MQ1200. Video này nó có thể nó dài dài một chút, nhưng bác nào quan tâm đến mã nào thì cố gắng chờ để em sẽ quay từng mã một. Đấy là mã 4 kênh. Bây giờ sang mã 3 kênh. Đấy, cũng mặt phay nhôm, size 3U, con này size 3U, 3 volume chiết áp. Đấy, cho 3 kênh, 3 dàn đèn báo này. Model của con này là KM6130, công tắc bật tắt nguồn này. Con này là màu gold, rất là đẹp. Và con này công suất của nó là 1000W trên một kênh, ở kênh full. Đấy, có nghĩa là kênh này 1000 này, kênh này 1000 này. Và cái kênh súp này là 1500W. Thì với công suất của con này thì các bác có thể chơi 2 cặp full 30 ở kênh này. Đấy, hoặc là một cặp full đôi 40, ví dụ thế. Đấy, hoặc là một quả súp 50 loại từ to, đấy, loại từ to cho một kênh này. Đấy, có nghĩa là 3 kênh. Đấy, và con này nó chạy này, nguồn to nhá. Nguồn to mà nó chạy 2 tầng tụ. Đấy, các bác nhìn 2 tầng tụ này, mỗi tầng là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 quả trên một tầng, 2 tầng là 24 quả. Đấy, 24 quả tụ rất là đẹp. Và dây của nó rất là to. Đấy. Con này chạy sò 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 72 sò. 72 sò. Đa số đẩy 3 kênh trên thị trường thì các bác chỉ tiếp xúc được những con đẩy nó chỉ chạy tầm khoảng 40 sò đến 50 sò thôi, nhưng con này chạy 72 sò. Và công suất của những con đẩy thường bác gặp nó chỉ tầm khoảng 600W đến 700W một kênh, nhưng con này là 1000W trên một kênh cho kênh full. Đấy, mỗi kênh là 1000W và kênh súp này là 1500W. Nhưng các bác có thể chơi cả dàn âm thanh vô tư. Đó là con đẩy 3 kênh. Toàn bộ là hàng tuyển đẹp. Và để tiếp theo là sang đến con đẩy 2 kênh. Con này cũng là hàng siêu khủng, cũng là mã MUF, nhưng model của nó là MQ2.2. Con này là 2 kênh, mỗi kênh là 2200W. Và cũng là hàng siêu lướt, nó đẹp, chỉ thiếu thùng xốp thôi các bác nhá. Con này bên nước ngoài người ta dùng là có nghĩa là người ta chỉ tính được vài giờ thôi. Đấy, người ta thanh lý từ cái thời kiểu Covid đấy các bác, nên dùng chưa đáng kể. Nên con này mặt phay nhôm cũng là size 3U, mặt đẹp niễng niềng luôn. Đấy, dùng hàng siêu lướt. Đấy, công suất chuẩn đủ là 2200W trên một kênh ở chế độ 8 ohm. Còn nếu chế độ 4 ohm nó tầm khoảng 4000, sấp xỉ 4000W. Với cái con đẩy này thì các bác chơi mọi loại loa full đôi, full đơn, full đôi, súp đơn, súp kép. Kể cả các bác đánh những cặp súp kép loại từ đến côn 150, các bác có thể chơi vã cực kỳ căng. Chứ còn côn 100 với côn 125 thì con này cứ đánh một cặp súp kép cực phê. Hoặc là đánh full đôi, hoặc là đánh full đơn những cái dòng từ to từ 22 côn 100 ấy, từ 22 từ 208 ấy, những cái dòng từ to mà các bác phải những con đẩy to, công suất khỏe này nó đánh thì nó mới lên được đủ hết các giải. Đấy, con này nó cũng hàng siêu lướt. Toàn bộ là hàng đẹp. Đấy, con này các bác nhìn này, dây nó đi toàn bộ là dây bọc chống nhiễu hết. Và nó chạy là chưa kể 2 tầng bù áp này. Các bác nhìn nhá, sò rất là nhiều, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 là 30, bên này là 30 là 60. 60 nhưng mà các bác nhìn nhá. Nội thất của nó này. Những hai tầng bù áp này nên con này là bao chuẩn đủ các bác, là mỗi kênh là 2200W trên một kênh ở chế độ 8 ohm. Đấy các bác nhá. Đấy, và nó chạy là 1 2 3 4 5 6 7 8 16 quả tụ phẳng đét, cũng không khác gì cái mặt của cái tấm kính. Và tụ của con này là 100V một quả và 15.000 microfarad. Đấy, hàng siêu khủng, con này có cắt súp. Đấy các bác nhá. Đấy, đây là đẩy 2 kênh. Công suất 2200W trên một kênh ở chế độ 8 ohm thông thường. Các bác đánh bao, các bác đánh mọi loại loa đơn, loa đôi, súp đơn, súp kép. Đấy, toàn bộ hàng lướt đẹp xuất sắc. Con này là mã model, là tên của nó là MUF mà model là 2.2 MQ2.2. Đây là đẩy 2 kênh. Và tiếp theo sang mã đẩy 1 kênh chuyên súp, em đã lên video rồi. Đấy, con này cũng cực kỳ chất luôn. Bác nào đang đánh gia đình, các bác cứ chơi một quả súp khủng nhất của bát 50. Nếu chơi gia đình các bác có thể chơi hai quả, nhưng mà đa số các bác chơi gia đình thì các bác chơi một quả thì khỏi phải suy nghĩ. Con này nó cắt súp cực kỳ hay, mạch class TD đẹp xuất sắc luôn, sơn sần nhám. Đấy, nó zin mức độ là zin cả chấu ba chân. Đấy, con đẩy một kênh chuyên súp cắt súp cực kỳ phê. Con này em đã lên sóng chi tiết rồi. Đấy, con này là chạy cũng rất là nhiều sò, mạch class TD, nó có cái cuộn lọc chống nhiễu âm và chống lưu nhiễu điện này. Đấy, nó cho chất âm rất là hay, nguồn đồng 100%, chạy 5 tụ cũng to cao đến nắp máy, cắt súp cực kỳ hay. Con này bác nào quan tâm thì em đã có video riêng của con này rồi. Đấy, cắt súp này có nút chỉnh cắt tần số cao thấp này, nút chỉnh âm lượng to nhỏ này, công tắc bật tắt nguồn này. Quạt gió con này rất là êm và mát. Đấy, bây giờ em quay tổng thể này. Một kênh này
với công suất là các bác đánh toàn bộ hàng của em là toàn bộ hàng tuyển chọn hết. Bác nào đã quan tâm thường xuyên kênh của em thì bác biết là hàng của em toàn bộ hàng tuyển rồi. Nên bác nào cần model nào, cần cái mã nào thì liên hệ sớm với em. Những con này thì các bác không cần phải bàn về chất. Thứ nhất là đẩy một kênh chuyên súp thì các bác cứ đánh, gia đình các bác có thể đánh hai quả súp đơn 50, còn bình thường các bác cứ đánh thoải mái một quả, bao bác đánh dư thừa một quả loại khủng nhất, không cần biết là từ bao nhiêu quân bao nhiêu, cứ một quả đơn. Còn nếu bác đánh trong gia đình thì các bác có đánh hai quả thì các bác đánh mức độ vừa phải, nó nhảy hết đồ lên rồi. Đấy là quả con đẩy một kênh nhá. Mạch class TD, thì nó có các cái cuộn chống nhiễu này, dòng cao cấp nhất. Và tiếp theo con đẩy hai kênh MUF, mã là MQ1000. Con đẩy MUF là MQ2.2. Đấy, công suất là bao chuẩn đủ các bác là 2200W một kênh ở chế độ 8 ôm. Có cắt súp đủ hết các chức năng, đường vào đường link đủ hết. Đấy, và chế độ 4 ôm nó tầm khoảng 4000W. Máy móc nó đẹp, đây là hàng siêu lướt. Các bác nhìn dãy sò này là biết biết chất của nó này. Đấy, nó nhiều sò như này, chạy toàn bộ sò tô. Chưa kể những con tầng sò bố áp, sò thúc này. 16 quả tụ 100V và 15.000 microfarad thì các bác biết rồi, nguồn đồng to ăn sò nhiều. Đấy, size 3U, hàng tuyển chọn đẹp xuất sắc. Đấy là đẩy hai kênh, công suất lớn 2200W trên một kênh, MUF, MQ2.2. Và sang đến đẩy ba kênh cũng công suất lớn luôn. Mỗi kênh full, cho hai kênh full, mỗi kênh là 1000W trên một kênh và kênh súp là 1500W. Mã là KM6130. Con này cũng rất là gấu, chạy hai dàn tụ. Các bác nhìn hai dàn tụ là có biết là cái chất của nó gấu như nào rồi. Mỗi dàn là 12 quả mà hai dàn là 24 quả. Đấy, máy móc cũng đẹp leng keng luôn. Ba kênh các bác nhá, ba kênh. Đấy, mà tiếp sang mẫu bốn kênh MUF. Công suất cũng chuẩn đủ là 1200W, mã là MQ1200. Công suất là 1200W, con này nó chạy 80 sò NG của Mỹ. Chế độ tuyệt vời. Nguồn của nó không khác như một găng tay của em này. Găng tay của em rất thuộc hệ là găng tay to, lớn. Nó tầm khoảng 22 đến 24 cm, nguồn đồng 100%. Dây toàn bộ dây là bọc chống nhiễu hết. Con này nó chạy dàn tụ là 2 4 6 8 16 quả, tụ phẳng như mặt kính gương luôn. Toàn bộ linh kiện con này nó là toàn bộ linh kiện. Trong những lô đẩy này là toàn bộ là linh kiện cao cấp đắt tiền hết. Nên con nào chất âm của nó cũng rất là hay. Đấy, quay lướt lại một lần nữa này. Bốn kênh này, màu web này. Hàng siêu lướt, cái nguồn của nó là tầm khoảng 22 24 cm luôn, bao các bác cái kích thước nguồn luôn. 80 sò NG của Mỹ. Đấy, con này sò này đẹp xuất sắc, 72 sò ba kênh. Bình thường những con đẩy ba kênh khác nó chỉ tầm khoảng 40 sò, con nào nhiều đến 50 sò thôi. Nhưng con này nó chạy là 72 sò và hai tầng tụ là 24 quả thì có biết là cái dã man cái công suất của nó rồi. Đấy, nói nó phải thực tế vào máy nhé. Và con này cũng là hàng siêu đầu gấu, hai kênh. Các bác nhìn cái sò của nó này. Đấy, một dàn tụ 16 quả mà 100V và 15.000 mi. Chạy sò to. Đấy, nguồn to. Đẹp xuất sắc và đẩy một kênh. Nếu bác nào có nhu cầu liên hệ với em. Em quay qua về phía sau. Phía sau thì con đẩy hai kênh này các bác nhá. Hai kênh nó có cắt súp đủ hết nhá. Này, đẩy hai kênh này, có đường vào đường link này. Có cắt súp các đủ các cái vị trí gạt đủ hết này, đường ra loa này. Đấy, hai loại rắc để các bác ra đưa ra loa, dây nguồn to vất vả luôn. Đây là con hai kênh nhá. Đấy, và con ba kênh này cũng có đường vào đường link nhá. Đấy, con ba kênh này. Dây nguồn của nó cũng dã man luôn. Đấy, cũng đường vào đường linh, linh là 6 rắc 6 ly và cũng các nút gạt này, cũng đường ra loa bằng hai loại rắc luôn, rắc gen xoáy kẹp và rắc new trích này. Đấy, quạt gió này. Và đây là con bốn kênh này, cũng có đủ hết các đường vào này, đường linh đủ hết này. Đấy, và cũng ra loa bằng gen xoáy và rắc new trích, có nghĩa là tất cả các mã này là nó đủ hết các vị trí đằng sau. Nên là bác nào quan tâm đến đằng sau như thế nào thì các bác hiểu là đằng sau nó đủ hết các cái vị trí để các bác sử dụng. Đường vào đường linh, đường ra loa là vừa gen xoáy kẹp vừa rắc new trích, có nghĩa là đủ hết. Và nó có cả đường vào đường linh đủ hết nhá, tất cả mẫu này. Đấy, còn con đẩy một kênh thì đằng sau nó không quan trọng lắm, là chủ yếu là đẩy một kênh các bác quan tâm lên nửa nút cắt xốp súp này, chỉnh tần số súp và nút to nhỏ này, công tắc bật tắt nguồn này. Đấy, quay qua đằng sau nhá. Còn một kênh này cực kỳ chất luôn, mạch class TD thì nó sẽ có những cái nút, những cái cuộn lọc nhiễu này. Đấy, và đây đằng sau đường cũng đường vào đường linh đủ hết này. Đấy, đường ra loa thì nó là bằng gen sấy kẹp đỏ đen. Con này thì cắt súp thì cực kỳ phê. Em bác nào dùng những con âm ly này, những con đẩy hai kênh này mà muốn đánh súp hơi thì bác đánh con này thì cực kỳ hay. Đấy, các nào có nhu cầu về mẫu nào thì liên hệ với em, kết nối Zalo số 07722600096, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho các bác. Đấy, về từng con một.
Đấy, từng mẫu một. Xin cảm ơn các bác và anh nha. Khẳng định các bác đây là toàn bộ là hàng VIP. Đấy, một kênh chuyên súp, hai kênh công suất lớn, 2.200W trên một kênh. MUF mã là MQ2.2. Ba kênh công suất là 1.000W trên một kênh ở kênh full, tức là mỗi kênh là 1.000, hai kênh là mỗi kênh là 1.000 và kênh súp là 1.500W, mã là KM6130. Toàn bộ hàng zin em đã quay kỹ rồi. Và tiếp là bốn kênh MUF, mỗi kênh là 1.200W trên một kênh ở chế độ 8 ohm nhé. Toàn bộ đây là ở chế độ 8 ohm mà nó khỏe như thế rồi. Toàn bộ này, kể cả những con bốn kênh này, hàng siêu lướt luôn. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video. Này, các bác có nhu cầu thì liên hệ với em một cái nối Zalo số 0772260096. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho từng mã một, bác nào quan tâm mã nào thì em sẽ gửi mã đấy.